áp dụng những tập tục khác. Ngoài việc sống khổ hạnh nói trên, Ngài còn theo những tập tục khác như nhổ râu, tóc, không ngồi xếp chân theo tư thế hoa sen mà chỉ đứng hay ngồi xổm. Còn nếu có nằm, Ngài lại nằm trên gai hay trên mặt đất, đụng đâu nằm đó, và đặc biệt thường nằm một bên hông mặt. Bằng những cách hành hạ sát thân như thế, Ngài nghĩ đây là biện pháp dạy dò thân thể, làm cho những đòi hỏi dục lạc của sát thân phải bị triệt tiêu và tâm trở nên trong sạch, vững chắc hơn. Tâm không còn thèm thuồng ăn uống, ngủ nghỉ, khoái cảm và những tiện nghi sang trọng. Ngài nói, ta sống nhổ râu tóc, ta theo tập tục sống nhổ râu tóc, ta theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi, ta là người ngồi chờ họ, sống tinh tấn theo hạnh ngồi chờ họ, ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng dán gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bà đâu nằm đấy, sống ăn các quế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Như vậy ta sống theo hạnh hành hà, dạy dò thân thể theo nhiều cách. Này Xá Lợi Phất, như vậy là khổ hạnh của ta. Hạnh sống dơ bẩn, không tắm rửa trong nhiều năm. Về cách sống dơ bẩn tồi tàn, không tắm rửa, mặc tình cho bụi đóng thành khối, Ngài thuật lại như sau. Này Xá Lợi Phất, ở đây hạnh bần quế của ta như sau. Trên thân ta bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm thành miếng. Như gốc cây Tinduka, bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm thành miếng. Ta không nghĩ rằng với tay của ta, ta phải phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho ta. Ta không có nghĩ như vậy. Như vậy là sự bần quế của ta. Về hành sống quá thận trọng, tránh làm hại các loài côn trùng dưới đất, Ngài thuật lại như sau. Này Xá Lợi Phất, như thế này là sự quá thận trọng của ta. Này Xá Lợi Phất, tỉnh giác, ta đi tới, tỉnh giác, ta đi lui. Ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm tư, mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những đường nước dưới đất. Như vậy là sự quá thận trọng của ta. Hành sống độc cư. Về sống tách biệt với mọi người, cắt đứt tất cả nhân duyên quan hệ, tự cô lập mình, không tiếp chuyện với một ai, hay độc cư, Ngài luôn luôn lẩn trốn bóng dáng người đời. Đây là khoảng thời gian Ngài sống xa cách nhóm Kiều Trần Như, chuyên tâm tu tập hạnh độc cư trong khu rừng rậm Kinh Hoàng và trong hang động núi Mahakala. Mỗi khi thấy có người chăn bò, chăn cừu, hay có người đi vào rừng để cắt cỏ, hái củi, hoặc người thợ rừng, Ngài liền chạy lẩn trốn. Ngài thuật lại như sau. Này Xá Lợi Phất, như thế này là sự độc cư của ta. Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. Khi ta thấy người chăn bò, người chăn cừu, người cắt cỏ, người hái củi hay người thợ rừng, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng, mong họ đừng thấy ta, và mong ta đừng thấy họ. Này Xá Lợi Phất, giống như một con thú rừng, thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Như vậy là hạnh độc cư của ta. Ngoài ra, Ngài cũng thuật lại hạnh ăn uống những chất quá dơ bẩn mà người đời không ai có thể bắt chước ăn và uống như Ngài. Thí dụ, ăn phân bò con, uống nước tiểu bò con. Phần này cũng được ghi lại tiếp theo trong Đại Kinh Sư Tử Hống số 12, Kinh Trung Bộ 1, Nikaya, trang 183. Sống hành hạ sát thân. Sau đó, Ngài thuật thêm những cách sống hành sát thân như sống trần truồng trong khu rừng rậm rạp kinh hoàng, hoặc phơi nắng giữa trời
vào các tháng mùa hè nóng bức cháy da, và ban đêm ngủ giữa trời giá lạnh tuyết rơi vào các tháng mùa đông mà không tấm vải che thân. Đặc biệt trong thời điểm này, ánh sáng trí tuệ của Ngài đã bắt đầu lóe lên. Ngài nói: Này Xá Lợi Phất, ta đi sâu vào một khu rừng rậm rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Xá Lợi Phất, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ấy, thời lông tóc người ấy dựng ngược. Này Xá Lợi Phất, rồi ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mồng tám khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, ta sống giữa trời và ba ngày sống trong khu rừng rậm rạp. Ta sống những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm thì trong khu rừng rậm rạp. Rồi này Xá Lợi Phất, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe sau đây được khởi lên. Này bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng, trần truồng ta ngồi không lửa ấm, ẩn sĩ trong lý tưởng đâm chiêu. Hạnh xả. Sau đó Đức Phật kể tiếp về hạnh xả mà Ngài đã thực hiện khi Ngài nằm ngủ trong bãi Tha Ma, dựa trên một bộ xương khô. Rồi các bục đồng đến cận bên Ngài, khạc nhổ, tiểu tiện, rắc bụi trên thân và lấy que đâm vào lỗ tai. Ngài không nổi lên ác tâm, không nói lời thô lỗ với chúng, trái lại vẫn giữ thái độ không dính mắc với những hành động ác và vô lễ của chúng. Đây là hạnh xả của Ngài. Ngài nói: Này Xá Lợi Phất, ta nằm ngủ trong bãi Tha Ma, dựa trên một bộ xương. Những đứa bụt đồng đến gần ta, khạc nhổ trên ta, tiểu tiện trên ta, rắc bụi trên ta và lấy que đâm vào lỗ tai. Ta biết ta không khởi ác tâm đối với chúng. Này Xá Lợi Phất, như vậy là hạnh trú xả của ta. Hạnh bớt ăn từ lần. Cũng trong Đại Kinh Sư Tử Hống, Đức Phật thuật lại Ngài đã giảm mức ăn từ lần. Từ mỗi ngày ăn một trái táo, rồi Ngài giảm dần đến chỉ còn ăn mỗi ngày một hạt mè, đến cuối cùng mỗi ngày ăn một hạt gạo. Ngài nói: Này Xá Lợi Phất, trong khi ta sống chỉ ăn một trái táo, thân thể của ta trở thành ốm yếu, tay chân của ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Trong một đoạn khác, Ngài thuật tiếp: Này Xá Lợi Phất, trong khi ta chỉ sống ăn một hộp gạo, thân thể của ta trở thành hết sức ốm yếu, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh, các xương sườn của ta như ruồi của một cột nhà hư nát, con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu, da đầu của ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Xá Lợi Phất, nếu ta nghĩ ta hãy sờ da bụng thì chính xương sống ta bị nắm lấy, nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít nên, này Xá Lợi Phất, da bụng của ta bám chặt xương sống. Nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay tiểu tiện thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất. Nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta. Này Xá Lợi Phất, dầu ta có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy không chứng được pháp thượng nhân với thánh trí tuệ. Chính thánh trí tuệ này chứng được thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Đại Kinh Sư Tử Hống số 12, Kinh Trung Bộ 1, Nikaya, trang 186-188. Những kinh nghiệm khổ hạnh quý báu. Trong Đại Kinh Sakkaka số 36, Kinh Trung Bộ 1 Nikaya, trang 531-539, có ghi kinh nghiệm thực hành khổ hạnh của Ngài. Trong đó,
Ngài thuật lại cho luận sư phái Nigantha Buddha Sakkara tên Agivesana nghe về những phương pháp tu tập mà Ngài đã trải qua khi chưa thành đạo. Tuy những kinh nghiệm đó thực sự không mang lại kết quả cho thân và trí tuệ tâm linh của Ngài, nhưng trên mặt tâm, Ngài đã hoàn toàn chiến thắng những ham muốn và đòi hỏi của giác quan, và có một ý chí vô cùng mạnh mẽ, quyết tâm chiến thắng những đòi hỏi của xác thân. Thân Ngài dù có đau đớn, nhưng tâm vẫn không bị những cảm giác đau đớn đó chi phối. Ngài thuật lại những cách đó như sau. Áp dụng cách đì tâm. Thứ nhất, Ngài áp dụng phương pháp vừa nghiến răng vừa ép lưỡi sát trên nóc họng với mục đích đè bẹp những thứ tâm bất thiện, ham muốn, đòi hỏi các thứ dục lạc mà hiện giờ Ngài đang bị các thứ tâm đó tấn công. Bằng cách này, Ngài quyết tâm đánh bại những thứ tâm bất thiện đó. Ngài nói, này Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này Agivesana, rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Ngài so sánh cách này như một người lực sĩ nắm lấy đầu người ốm yếu hoặc nắm vai người ốm yếu để đánh bại người ấy. Giống như Ngài áp dụng những sự tinh tấn, nỗ lực tối đa để đánh bại vọng tâm. Nhưng kết quả không được như ý nguyện. Đó là dù tâm không còn dao động, trái lại thân không được khinh an, bị kích động. Ngài nhận thấy sự thất bại này do Ngài quá cố gắng. Ngài nói, này Agivesana, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai có thể chế ngự, giúp phục và đánh bại người ấy. Này Agivesana, khi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Agivesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Áp dụng thiền nín thở. Sau đó, Ngài chuyển sang phương pháp khác, áp dụng cách thiền nín thở. Bằng lối nín thở này, Ngài áp dụng 5 lần, nhưng chẳng có lần nào đưa đến kinh nghiệm phát triển tâm linh. Trái lại, chỉ làm cho thân Ngài đau đớn, bị kích động, không khinh an. Nhưng qua phương thức nín thở, Ngài rút ra được 2 kinh nghiệm. Trước hết là do Ngài quyết tâm quá mức, tích cực cố gắng tu, hy vọng bằng cách tu nín thở, Ngài sẽ đạt được mục tiêu giác ngộ. Thứ hai là do quyết tâm và tích cực phấn đấu, chịu đựng những đau đớn của thân, tâm Ngài trở nên vững chắc, không bị những đau đớn của thân chi phối. Kinh nghiệm. Dưới đây là những kinh nghiệm tu thiền nín thở của Ngài trong lần thứ nhất. Ngài mô tả như sau. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Ta hãy tu thiền nín thở. Và này Agivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này Agivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai, dĩ như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bể đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, này Agivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Agivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đến lần thứ hai, sự nín thở đó đưa đến đầu Ngài bị đau nhói. Ngài mô tả như sau.
Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở nữa. Ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai. Khi ta làm như thế thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta, giống như một người lực sĩ chém đầu một người khác với thanh kiếm sắt. Cũng vậy, khi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai thì ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niềm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được kinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đến lần thứ ba, sự nín thở đó làm ngài đau đầu kinh khủng, như có một lực sĩ dùng dây nịt da siết đầu ngài lại. Ngài mô tả như sau: này Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy tu thiền nín thở nữa. Rồi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai. Khi làm như thế, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng, dĩ như một lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, khi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được kinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lần thứ tư, một cơn đau kinh khủng khởi lên, ngài có cảm giác như bụng bị cắt ngang. Ngài mô tả như sau: này Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy tu thiền nín thở nữa. Rồi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai. Khi làm như thế, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng ta, ví như một đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, khi ta nín thở vô và thở ra ngang qua miệng, mũi và tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được kinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lần thứ năm, ngài cảm giác như có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân. Ngài mô tả như sau: này Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy tu thiền nín thở nữa. Rồi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai. Khi làm như thế, có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta, dĩ như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, khi ta nín thở vô và thở ra qua miệng, mũi và tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được kinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lúc bấy giờ, thân ngài kiệt quệ giống như một người chết. Tuy nhiên, dù thân kiệt quệ, tinh thần ngài vẫn trong sáng và tỉnh táo. Ngay lúc đó, ngài bắt được những luồng sống cảm nghĩ của chư thiên, những vì trời sống chung quanh khu vực ngài. Họ đang bình luận về ngài. Ngài nói: lại nữa, chư thiên thấy vậy nói như sau: Sa môn Gotama đã chết rồi. Một số chư thiên khác nói: Sa môn Gotama chưa chết, nhưng Sa môn Gotama sắp sửa chết. Và một số chư thiên khác nói: Sa môn Gotama chưa chết, Sa môn Gotama cũng không phải sắp chết. Sa môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của A-la-hán là như vậy. Kinh nghiệm nói chuyện với chư thiên. Thấy phương pháp thiền nín thở không kiến hiệu, ngài dự định thay đổi phương pháp bằng cách tuyệt thực, nhưng cách này bất thành vì chư thiên bắt được ý nghĩa của ngài, nên khuyên ngài hãy bỏ ý định đó.
Nếu Ngài không chấp nhận lời khuyên, họ sẽ tìm cách riêng để làm cho cơ thể Ngài khỏe mạnh. Vì thân khỏe mạnh, tâm mới có đủ điều kiện để tiếp tục tiến tu được. Ngài nói, này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau, này thiện hữu, chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Nếu hiện giả hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua lỗ chân lông cho hiện giả, và nhờ vậy hiện giả vẫn sống. Ta suy nghĩ, nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thời như vậy ta tự dối ta. Này Agivesana, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói, như vậy là đủ. Giảm bớt tối đa sự ăn uống. Không thực hiện được tuyệt thực, Ngài chuyển sang giảm bớt món ăn tối đa. Hằng ngày chỉ húp vài giọt nước canh các loại đậu. Kết quả đưa đến thân hình của Ngài hết sức ốm yếu, bày ra một bộ xương sống. Ngài nói, này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ. Và này Agivesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở nên hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như đuôi cột một nhà sàn hư nát. Lúc bấy giờ nước da của Ngài không còn trong sáng mà trở thành màu sẫm. Ngài nói, lại nữa, này Agivesana, có người thấy vậy nói như sau, Samon Gautama có da đen. Một số người nói như sau, Samon Gautama da không đen, Samon Gautama có da màu xám. Một số người nói như sau, Samon Gautama da không đen, da không xám, Samon Gautama có da màu sẫm. Cho đến mức độ như vậy, này Agivesana, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Xét lại lối tu khổ hạnh. Suốt gần 6 năm thực hiện khổ hạnh khốc liệt, nếu so sánh với những sa môn hay bà la môn trong quá khứ, trong tương lai và trong hiện tại, vẫn không có ai chịu đựng khổ đau khốc liệt như Ngài. Tuy nhiên, như vậy mà Bồ Tát vẫn không đạt được trạng thái siêu nhân, không có cái thấy và biết lỗi lạc xuất chúng xứng đáng là bậc thánh. Ngài nghi ngờ lối tu ép sát với vô số việc khổ hạnh khốc liệt để hành hạ sát thân này. Sau cùng, Ngài cho rằng khổ hạnh khốc liệt không đưa đến giác ngộ. Ngài nghĩ rằng phải có một con đường nào khác đưa đến giác ngộ, và con đường đó như thế nào, Ngài chưa được biết. Đến đây, Ngài bắt đầu xét lại giá trị lối tu khổ hạnh cực đoan. Ngài thấy lối khổ hạnh này tuy không đưa đến giác ngộ tối hậu, nhưng nhờ tinh cần khổ hạnh quá sức tưởng tượng, tâm Ngài đã đạt được những kết quả cụ thể. Nó hoàn toàn trong sạch và rất vững chắc, không dao động khi bị những cảm nhận khổ đau của thân xác trong hiện tại chi phối, không khen mình, chê người, không tham đắm việc trần tục, không còn đòi hỏi những thứ dục lạc thế gian, không tự cao, tự đại và không ngã mạn. Những tình cảm quá khứ không còn len lỏi để gợn lên trong tâm Ngài nữa. Những ma chướng từ nội tâm Ngài như ma tham dục, ma bất mãn, ma đói và khát, ma ái dục, ma hôn trầm giả dười, ma sợ hãi, ma hoài nghi, vân vân, không còn gợn lên để quấy nhiễu tâm trí Ngài nữa. Ngài siêng năng tu tập thiền định. Đây là những kết quả rất tốt mà những năm trước đây Ngài không kinh nghiệm, những trạng thái tâm vững chắc và trầm lặng như thế. Ngài tự xem như Ngài là một chiến sĩ đã chiến thắng các đạo quân ma chướng đó. Tuy nhiên,
Những kết quả nói trên không phải là mục tiêu tối hậu mà Ngài nhắm đến. Điều mà Ngài nhắm đến và muốn đạt được, cho đến đây vẫn chưa đạt được, đó là trạng thái siêu nhân, biết và thấy lỗi lạc, xứng đáng bậc thánh. Hoang mang. Ngài thuật lại tâm trạng hoang mang dao động và nghi ngờ lối tu khổ hạnh trong thời gian đó cho Agivesana nghe. Ngài nói: Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Thuở xưa, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta, với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ chăng? Nhớ lại kinh nghiệm xưa. Sau khi nhận thấy lối tu khổ hạnh khốc liệt tuy có ưu điểm là đoạn trừ được ma chứng nội tâm, chiến thắng những đòi hỏi của thân, nhưng không đưa đến giác ngộ và giải thoát, trái lại còn đưa đến cơ thể kiệt quệ, Ngài quyết tâm tìm lối tu mới. Ngài xem khổ hạnh đến đây là đủ, nếu còn tiếp tục khổ hạnh nữa thì sai. Lúc bấy giờ Ngài sực nhớ lại kinh nghiệm cũ lúc 10 tuổi mà Ngài đã trải qua khi Ngài ngồi thiền dưới bóng mát cây mận đỏ trong dịp lễ hạ điền do vua Tịnh Phạn tổ chức. Vì còn nhỏ, Ngài không tham dự vào lễ cổ truyền. Trong lúc đó, những người hậu cận Ngài vì ham vui nên cũng tham gia vào buổi lễ. Họ bỏ Ngài ngồi một mình dưới bóng mát cây mận đỏ, không để ý đến sinh hoạt nhộn nhịp trước mặt. Ngài tự kéo chân ngồi kiết già, lưng thẳng đứng, ý nghĩ tập chú vào việc theo dõi hơi thở đều đặn. Một lúc sau, dù tai vẫn nghe biết rõ ràng tiếng ồn náo chung quanh, nội tâm Ngài không bị các âm thanh kia gây xáo trộn, trái lại trở nên tĩnh lặng. Ngài cảm thấy phấn chấn và dễ chịu. Sự phấn chấn và dễ chịu đó trùm khắp toàn thân Ngài. Ngài gọi trạng thái này là Pitisukham hay hỷ lạc. Tuy nhiên, cùng lúc đó, trong đầu Ngài vẫn còn bám chặt theo niệm hít vào và thở ra bằng niệm biết qua lời nói thầm. Đây cũng là lý do về sau khi đi giáo hóa, Ngài xếp kinh nghiệm phấn chấn và dễ chịu Pitisukham tức hỷ lạc mà Ngài đã thành tựu đầu tiên qua phương pháp hít vào thở ra thuộc thiền thứ nhất. Và muốn đạt được hỷ lạc, Ngài nhấn mạnh đến hai điều kiện cơ bản: ly dục, ly bất thiện pháp, và áp dụng phương pháp hít vào thở ra bằng niệm biết có lời nói thầm. Đây là hai tiêu chuẩn nền tảng cơ bản trong hệ thống thực hành thiền hít thở của Ngài. Mở ra con đường mới. Ngài liền thử áp dụng phương pháp thở đó trở lại, xem lần này với chủ tâm thở để tìm trạng thái hỷ lạc có thực sự đúng với thời kỳ ấu thơ mà Ngài đã kinh nghiệm hay không. Nếu đúng, Ngài sẽ ứng dụng phương pháp này để tìm sự an tịnh nội tâm, tiến đến giác ngộ và giải thoát. Thế rồi, với sự khởi lên niệm hít vào và thở ra nhẹ nhàng, quả nhiên sau đó, Ngài đạt được trạng thái hỷ lạc. Nhưng trong tâm còn có tầm, có tứ, có nói thầm và có đối thoại thầm lặng trong tâm, như khi Ngài đã thành tựu lúc còn niên thiếu. Rất vui mừng, Ngài nhận ra rằng tâm của Ngài bây giờ với tâm của Ngài khi còn ấu thơ có hai điểm giống nhau là trong sạch và không đam mê dục lạc. Sở dĩ được như thế nhờ Ngài đã trải qua gần 6 năm cố gắng chống lại những đòi hỏi của giác quan. Tâm của Ngài trở nên kiên cố, quán tính ham thích dục lạc của thân không còn thúc bách tâm Ngài phải thỏa mãn những đòi hỏi của nó nữa. Vào thời ấu thơ, tâm của Ngài hoàn toàn trong sạch. Nó không có những quán tính say mê, thích thú dục lạc và không mang những ý nghĩ xấu ác với bất cứ sinh vật nào. Còn bây giờ, tâm của Ngài cũng hoàn toàn trong sạch, không dục vọng, không ô nhiễm, không sợ đói, không sợ khổ, không sợ nắng, không sợ mưa, không sợ giá lạnh,
không xấu xa, không ác độc với bất cứ sinh vật nào, không dính mắc với tất cả đối tượng. Mặc dù trước 6 năm khổ hạnh, Ngài đã từng trải qua một thời gian dài sống trong sự say mê dục lạc thế gian, ăn uống theo sự đòi hỏi giác quan và chìm đắm trong những xa hoa lộng lẫy của cuộc sống một vị thái tử. Ngài biết rằng đây là kết quả của gần 6 năm khổ hạnh khốc liệt. Khảo sát để rút kinh nghiệm. Khảo sát sinh hoạt của Đức Phật trong gần 6 năm tinh cần khổ hạnh và sống độc cư trong rừng sâu cho thấy trên phạm vi ly dục, Ngài đã hoàn toàn tách xa năm thứ dục: 1. Tiền bạc của cải vật chất; 2. Sắc đẹp người khác phái; 3. Danh thơm tiếng tốt hay danh dự được khen tặng; 4. Ăn uống món ngon, vật lạ hay cao sang; 5. Ngủ nghỉ trên giường cao, nệm êm, chăn ấm. Ngài làm chủ được giác quan để sống biết đủ, ít ham muốn. Lúc nào Ngài cũng đề cao cảnh giác những sai phạm của tâm và trí năng, không để các căn bị đối tượng chi phối. Ngài nhận ra tâm và trí năng là đầu mối của phiền não. Trên phạm vi ly bất thiện pháp cho thấy suốt gần 6 năm Ngài không phạm các giới tà dâm, sát sinh, trộm cướp, nói dối, nói lời đâm thọc, không nói ly gián, không nói thêm, nói bớt, không tự khen mình chế người và cũng không mang tâm niệm sân hận, tà kiến, nói xấu hay thù ghét ai. Ngài cũng đã hoàn toàn thành tựu tâm từ đối với các loài sinh vật, đặc biệt với các loài côn trùng sống dưới đất, và thành tựu tâm xả đối với những hành động ác của mục đồng khi chúng lấy que chọt vào tai và phóng quế hay đổ đồ dơ lên thân Ngài. Đây là hai kinh nghiệm quý báu. Khám phá mới. Thực ra, chính kinh nghiệm thở từ thời thơ ấu đã được ghi nhớ trong ký ức dài hạn của Ngài. Nói theo thuật ngữ thiền, kinh nghiệm đó đã nội tại trong nhận thức không lợi của Ngài. Cho nên khi Ngài áp dụng trở lại, Ngài liền đạt được kết quả tâm tĩnh lặng ngay và cảm nhận niềm vui thích phấn chấn khởi lên. Khám phá mới chính là nhận thức cô đọng của Ngài về cách thở. Đây là điều kiện quan trọng quyết định sự thành công của Ngài trong suốt quá trình dụng công tiến vào tầng định thứ nhất, thứ nhị, thứ ba và cuối cùng vào tầng định thứ tư không gặp trở ngại. Đối với chúng ta, những người sơ cơ chưa từng có kinh nghiệm tâm tĩnh lặng như Ngài, muốn thực hành cần phải có nhiều điều kiện hơn. Đó là phải viên mật dụng công trong một thời gian dài mới chấm dứt được tầm và tứ, hay chấm dứt sự dính mắc vào cảm thọ hỷ lạc. Sau này, Ngài thiết lập thành nền tảng cơ bản của thiền thứ nhất. Người muốn đạt được thiền thứ nhất phải biết giữ giới đúng mức, sống có đạo đức chân thật, gìn giữ sáu căn. Tâm và trí năng phải được cảnh giác để không vẽ ra. Ngài rất vui mừng nhận thấy con đường đi đến giác ngộ, giải thoát có thể tiến hành qua pháp thở dựa trên nguyên tắc ly dục, ly ác pháp và đơn niệm biết có lời khi hít vào, thở ra bằng cách nói thầm theo từng niệm hít vào, thở ra. Đây là một khám phá mới. Tuy khám phá này đã xảy ra từ thời thơ ấu, nhưng đã hơn 20 năm qua, Ngài không để ý tới nó. Và trong hai cuộc hành trình trước đây, Ngài cũng không nghĩ đến nó. Ngài thích tìm cầu từ bên ngoài, những thứ mà sau này Ngài gọi là cái bị sanh. Bây giờ rơi vào chỗ bế tắc cùng tột, Ngài mới nhớ lại nó. Ngài nhận ra rằng trạng thái phấn chấn và dễ chịu, tức hỷ lạc Bittisukham, sở dĩ được khởi ra nhờ tâm không dính mắc ham muốn thú vui trần tục và cũng không có hành động ác, thiếu đạo đức hay chứa ý nghĩ ác với bất cứ ai. Rồi Ngài tự nêu lên câu hỏi: đây có phải là con đường đưa đến giác ngộ chăng? Tiếp theo ý niệm đó, từ trong chân tâm của Ngài tự kiến giải và đưa ra đáp án: đây là con đường đưa đến giác ngộ. Tuy nhiên, Ngài còn thận trọng và khởi lên ý nghĩ là không biết có nên sợ lạc thọ đó hay không. Có nghĩa, nếu ham thích lạc thọ này, Ngài có bị dính mắc với lạc thọ đó hay không? Ngài tự hỏi: ta có sợ lạc thọ này chăng? Một lạc thọ do ly dục, đi bất thiện pháp sanh ra. Cuối cùng, tiếng nói từ trong tâm thanh tịnh của Ngài tự trả lời: ta không sợ lạc thọ này. Sở dĩ Ngài không sợ
vì đây là kết quả do Ngài đã quyết tâm phấn đấu chống lại những đòi hỏi thèm khát của thân bằng cách cố gắng tối đa để gìn giữ sáu căn, không cho chúng dính mắc với sáu trần. Lúc nào tâm và trí cũng tỉnh giác. Ngài tiếp tục thuật lại cho Agivesana nghe. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakya Thích Ca đang cày và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Tiếp theo ý niệm ấy, sự nhận rõ ràng này khởi lên nơi ta. Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này? Một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Bình minh của giác ngộ đã thực sự bắt đầu ló dạng. Mở màn trung đạo. Nhưng nhìn lại thân thể ốm yếu kinh khủng, sức khỏe đã tàn lụng, Ngài thấy rằng không thể nào tiếp tục mở cuộc hành trình lâu dài để đi đến giác ngộ với thân thể tiều tụy sắp chết như thế này. Ngài đã nhận ra sự sai lầm của quá trình tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Từ đó, Ngài nghĩ đến việc phải ăn uống trở lại bình thường để phục hồi sức khỏe cho cơ thể, không cố gắng tối đa để tự hành khổ mình nữa. Ngài xem cơ thể là một phương tiện quý báu để Ngài nương vào đó mở cuộc hành trình tâm linh. Tâm dù vững chắc mà thân kiệt quệ, đường tu cũng chẳng đi đến nơi. Quan điểm trung đạo bắt đầu mở màn từ thời điểm này. Đây là sự tỉnh ngộ lần thứ ba và cũng là một chuyển hướng quan trọng nhất trong tiến trình tu tập của Bồ Tát trước khi thành đạo. Về sau, khi đi giáo hóa, Đức Phật đã khai triển quan điểm trung đạo trong nhiều bài pháp bằng cách đánh đổ tư tưởng cực đoan trên hai mặt của một vấn đề. Đức Phật giáo không rơi vào một bên nào. Và cũng chính quan điểm trung đạo này, Phật giáo phát triển đã khai triển thành một mô thức không nhị nguyên hay phi hữu phi vô, hoặc như Ngài Long Thọ nói, trung đạo là con đường không dị trí.